và như vậy vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về chánh mạng thế thì các bạn phải lưu ý một điều như thế này chánh mạng chỉ áp dụng cho người xuất gia các bạn nhé áp dụng cho người xuất gia chứ không có bắt buộc đối với người tại gia các cái giới dành cho người tại gia nó không có cái giới chánh mạng các bạn à, bạn phải lưu ý điều đó bởi vì, vì điều đó thực sự là không thể áp dụng được cho nên mới nói rằng là gì đời sống tại gia nó có quá nhiều hề phượt quá nhiều trắc trở trên có con đường giải thoát của mình là vậy và đương nhiên không thể áp dụng chánh mạng được. Do đó trong đạo đối với đức Phật không có chế cái giới chánh mạng, cái yêu cầu chánh mạng đối với người tại gia. Tuy nhiên với cái buổi pháp này để các bạn hiểu rằng là như thế nào là cái mạng sống của mình thực sự là chân chính là không có lỗi lầm là trong sạch. Sau khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta sẽ sẽ phấn đấu sẽ phấn đấu được cái gì hay cái đó, phấn đấu về bảo vệ môi trường, phấn đấu về hạn chế khai thác, phấn đấu về hạn chế nghiên cứu bom nguyên tử không? Rồi phấn đấu về chống việc khai thác rừng rừng già chẳng hạn rừng đầu nguồn chẳng hạn rừng thượng nguồn chẳng hạn vân vân tất cả những gì chúng ta có thể bảo vệ nhau chúng ta có thể che à, chở cho nhau và giúp đỡ cho nhau bằng những hành thức như vậy còn những gì những người tại gia không làm được thì cũng cũng không nên là quá trắc ẩn về bản thân của mình bởi vì mình phải hiểu rằng mình còn nhiều cái nhân duyên à, nó nó bị chi phối bởi nghiệp quá khứ của ta và chúng ta hiểu rằng là chúng ta chưa có đủ đủ dũng mãnh đủ duyên lành để à, nuôi sống cái mạng này một cách chân chánh và do đó Đệ quang mới nói cho các bạn hiểu Tại sao Đức Phật bảo phải đi khất thực vậy? Cái mục đích ở đây nó không phải là không phải là để đi độ người ta, cũng không phải là để trừ ngã mạng. Bởi vì người tu là trừ ngã mạng nó có nhiều cách lắm. Đi độ người ta cũng có nhiều cách lắm nhưng mà nó cũng có tác dụng khi mình đi khắc thực thì cũng có tác dụng mình giúp đỡ người ta chia sẻ phật pháp người ta mình chúc phúc cho người ta rồi mình cũng giảm được cái ngã mạng của mình chẳng hạn vân vân nó có tác dụng đấy nhưng mà cái chính các bạn cái chính ở đây chính là tránh mạng tại sao vậy tại sao nó là đi khắc thực là tránh mạng bởi vì các anh của họ là không phải họ đi đi trồng trọt để giết hại các loài ở dưới đất để phun thuốc rồi họ cũng không có nấu ăn để mà giết hại các loài khi nấu ăn vân vân và vân vân cho nên cái pháp khắc thực được gọi là pháp chánh mạng các bạn tuy nhiên do thời đại do vùng miền do văn hóa rồi cũng có nơi không thể khắc thực được thì chúng ta cũng hiểu rằng là đó là do điều kiện mà cũng do nhân nghiệp của ta thôi cộng đồng thôi chúng ta phải chịu trách nhiệm đó ừ. bởi vì tại sao chúng ta phải sanh ra cái vùng mà không có khắc thực tại sao chúng ta phải vào một cái nơi nó không khắc thực bởi vì sao bởi vì đó là nhân nghiệp của mình nhân nghiệp quá khứ của mình Và chúng ta hiểu cái điều kiện hiện tại như vậy, chúng ta chấp nhận không có khắc thực do điều kiện, hoàn cảnh. Chẳng hạn như ở cái vùng đó, người dân họ đâu có, đâu có bố thí đâu mà bạn đi khắc thực, phải không ạ? À? Rồi á, ví dụ ở pháp luật ở nơi đó họ cấm khắc thực thì làm sao mà bạn đi khắc thực được, ví dụ vậy. Phải không ạ? À? Chúng ta phải hiểu như vậy và gì chúng ta cũng hiểu rằng là gì chúng ta sống như vậy chưa thực sự là tránh mạng và chính điều đó chúng ta cũng hiểu rằng chắc chắn có ảnh hưởng có chướng ngại đến cái sự thành tựu mục đích cuối cùng của mình phải hiểu như vậy và chúng ta chấp nhận điều đó Chấp nhận điều đó có nghĩa là sao? Là chúng ta chấp nhận một sự khổ đau sẽ được kéo dài hơn nữa. Và điều đó không phải là tự nhiên mà do cũng là nhân nghiệp của chúng ta đã gây tạo trước đây thôi. Thế thì ở đây Định Quang đã chia sẻ với các bạn về như thế nào là nuôi nuôi mạng một cách chân chánh. Không có lỗi lầm và cũng chia sẻ với các bạn hiểu được mình là tu sĩ thì mình cần phải làm gì cần phải nhận thức cái gì cần phải hiểu biết cái gì cần phải chấp nhận cái gì và đối với người tại gia yeah. cần uh, phải ứng dụng cái gì cần phải phát triển cái gì và uh, không phải rơi vào cái uh không phải rơi vào nó gọi là, là giới cấm thủ tức là sao tức là thực hiện cái việc đó mà đưa đến làm khổ cho chính bản thân mình thì gọi là giới cấm thủ bởi vì mình phải hiểu là toàn bộ là điều do nhân nghiệp của mình hết do quá khứ của mình do trước đây của mình tạo ra hết và mình phải thọ lãnh cái điều đấy mình ví dụ các bạn nhé Nếu như các bạn Trước đây Là một người tu tập tốt Có đạo đức rất là tốt Có đời sống chánh mạng à, Có đời sống chánh niệm Có thiện lành Thì các bạn sẽ sanh ra ở đâu nhỉ? Là ở bộ lạc cô ghi kia Phải không? Mà nếu mà sanh ra ở bộ lạc cô ghi kia Thì đâu có trộm cắp Đâu có tranh giành Đâu có hơn thua nhau Phải không ừ. Như vậy đó là nhân nghiệp đưa đẩy Phải không ạ à? Và do chúng ta có những cái nhân nghiệp của chúng ta Nó không được hay lắm Cho nên chúng ta xuất hiện ở đây Mà xuất hiện ở đây thì chúng ta phải chấp nhận nó Và chúng ta tận dụng nó Để chúng ta định hướng đến tương lai Một cách tốt đẹp hơn Phải không ạ à? Ví dụ như chúng ta Trước đây chúng ta tu thập thiện Rất là tốt thì bây giờ chúng ta đâu có làm thân người như thế này phải đi ra cuốc đất để làm chết côn trùng phải nấu ăn để làm chết các cái con vi khuẩn đâu và nếu trước đây chúng ta tu thập thiện nó tốt thì chúng ta đâu có rơi vào hoàn cảnh này bởi vì sao à bởi vì chúng ta đang là chư thiên mà đang là chư thiên thì chúng ta đâu có cút đất chúng ta đâu có bị cái nghiệp nó chi phối như vậy chúng ta đâu có bị cái nghiệp ăn uống buộc phải nấu như vậy để nó chi phối cho bản thân mình được sống để rồi phải giết hại kẻ khác cũng giống như con hổ nó ra đời bởi vì cái nghiệp của nó nó phải ăn thịt sống nó phải ăn cái con vật khác để nó sống thì như vậy mình phải hiểu rằng là gì đó là cái nghiệp lực chứ nếu như mà nó tu tập trước đây nó tốt nó được sanh chư thiên thì nó hàng ngày nó đâu có ăn thịt nó đâu có bắt sống những cái con khác như vậy nó đâu có rơi vào cái nghiệp tái tục nữa như vậy phải không cho nên chúng ta hiểu bây giờ chúng ta làm người chúng ta có cái điều kiện hơn mặc dù chúng ta bị chi phối bởi nghiệp quá khứ nhưng ta có thể tái tạo cái nghiệp thiện lành ở tương lai và thậm chí là chấm dứt nghiệp ở tương lai thế hoàn toàn có thể làm được điều đó và như vậy nó hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn sẽ làm gì đó là tất cả những gì hôm nay à, định quang muốn chia sẻ với các bạn và thông qua đó các bạn cũng hiểu được cái nạn dịch các cái nạn dịch trên thế giới này dù ít dù nhiều thứ các bạn cái đời sống không chân chánh đời sống không chánh mạng của mình nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề này và chúng ta phải nhìn nhận điều đó xin chúc tất cả các bạn luôn an lạc luôn thành tựu trong diệu pháp luôn tinh tấn và có một cái đời sống bình an cẩn trọng và chánh niệm Nam mô Thập phương vô thượng Tam bảo thường trụ